Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại chương 2, đó là chương Điện Tự Học. Đây là bài học tổng kết lại các kiến thức mà các em đã được học, nên cô khuyến khích các em tự trả lời các câu hỏi và sau đó chúng ta xem lại đáp án. Một là mã, phần từ kiểm tra. Ở phần này, cô chắc các em đã có sự chuẩn bị bài tốt, trả lời hết các câu hỏi. Và giờ chúng ta kiểm tra lại đáp án nha. Câu 1. Thì để làm được câu 1, chúng ta dựa vào cách nhận biết của từ trường. Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm, nơi đó có từ trường. Như vậy, phần điền khuyết chúng ta sẽ điền lực từ và kim nam châm. Đặt tại A một kim 500, nếu thấy có lực từ tác dụng lên kim 500 thì ở A có từ trường. Câu 2, làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu? Trong bốn đáp án sau thì đáp án C sẽ là đáp án chính xác. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua. Câu 3, đây là quy tắc bàn tay trái. Như vậy những từ mình cần điền là trái, đường sức từ ngón tay giữa, ngón tay cái trải ra 90 độ. Đặt bàn tay trái sao cho các đường xuất từ đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa, chỉ chiều dòng điện thì ngón tay cái trải ra 90 độ chỉ chiều của lực điện từ. Câu 4. Điều kiện xuất hiện dòng điện trong cuộn dây dẫn kính là gì? Đáp án là câu D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện F của cuộn dây biến thiên. Câu 5. Những cụm từ ta cần điền là cảm ứng xoay chiều số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên khi khung dây dẫn kính quay trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu thì trong khung dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng xoay chiều vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên câu 6 cho một thanh nam châm thẳng mà các chữ chỉ tên cực của nam châm bị mất, làm thế nào để xác định được cực bắc của nam châm đó? Ta đã biết khi nam châm để tự do cân bằng, một cực luôn chỉ hướng bắc, cực còn lại luôn chỉ hướng nam. Từ đó cách làm của ta như sau: Treo thanh nam châm lên thanh ngang bằng một sợi dây chỉ mềm ở chính giữa để cho thanh nam châm nằm tự do thăng bằng thì đầu chỉ về hướng bắc địa lý là cực bắc của thanh nam châm. Câu 7A. Phát biểu quy tắc tìm chiều của đường sức từ biểu diễn từ trường của một ống dây có dòng điện chạy qua. Thì đây là quy tắc nắm tay phải. Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái trải ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây. Câu 7b, hãy vẽ một đường sức từ ở trong lòng một cuộn dây có dòng điện chạy qua trên hình 39.1. Thì quan sát hình vẽ ta thấy chiều dòng điện chạy qua các vòng dây có chiều đi từ trên xuống. Như vậy vận dụng quy tắc nắm tay phải ta sẽ có chiều của đường xuất từ trong lòng ống dây đi từ trái sang phải. Câu 8. Nêu chỗ giống nhau về cấu tạo của hai loại máy phát điện xoay chiều và sự khác nhau về hoạt động của hai loại máy đó. Giống nhau là có hai bộ phận chính nam châm và cuộn dây dẫn. Khác nhau một loại có tô là cuộn dây, một loại có tô là nam châm. Câu 9, nêu tên hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều và giải thích vì sao khi cho dòng điện chạy qua động cơ lại quay được. Hai bộ phận chính là nam châm và khung dây. Khung quay được vì ta cho dòng điện một chiều vào khung dây thì từ trường của 500 sẽ tác dụng lên khung dây những lực điện từ làm cho khung quay. Hai la mã, phần vận dụng. Câu 10. Đặt một 500 điện vuông góc với một dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua như hình 39.2. Xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn quan sát hình vẽ ta thấy chiều dòng điện chạy qua các vòng dây có chiều từ trên xuống, vậy đường sức từ do cuộn dây của nam châm điện tạo ra tại n hướng từ trái sang phải, và chiều dòng điện chạy qua dây dẫn tại n hướng từ dưới lên, ta áp dụng quy tắc bàn tay trái thì có được lực từ hướng từ ngoài vào trong và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Lực từ hướng từ ngoài vào trong và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Câu 11. Máy biến thế. Vì sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế? Dùng máy biến thế để giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Câu B trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần, thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần? Ta đã biết công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải điện tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. Do đó hiệu điện thế tăng 100 lần, nghĩa là 100 bình phương sẽ bằng 10.000. Công suất hao phí sẽ giảm đi 10.000 lần. Câu C: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4.400 vòng. Cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220 V. Tìm hiệu điện thế của hai đầu cuộn thứ cấp. Để làm được bài toán này, đầu tiên chúng ta tóm tắt bài như sau. Ở cuộn sơ cấp thì chúng ta thấy có N1 bằng 4.400 vòng, U1 bằng 220V và ở cuộn thứ cấp N2 bằng 120 vòng. Ta đi tìm U2. Hiệu điện thế sinh ra ở hai đầu cuộn thứ cấp. Áp dụng công thức U1 trên U2 bằng N1 trên N2. Từ đó ta suy ra U2 bằng N2 chia N1 nhân U1. Và thế số vô tính toán ta được đáp số bằng 6 V. Câu 12. Giải thích vì sao không thể dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế. Vì dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên. Do đó, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp không biến thiên. Nên trong cuộn dây này sẽ không xuất hiện dòng điện cảm ứng. Câu 13 Trên hình 39.3 Vẽ một khung dây đặt trong từ trường Trường hợp nào dưới đây trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều? Hãy giải thích vì sao Trường hợp A Khung dây quay quanh trục BQ nằm ngang Trường hợp B, khung dây quay quanh trục AB thẳng đứng. Ta nhận thấy ở trường hợp A, khi khung dây quay quanh trục BQ nằm ngang thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây luôn không đổi, luôn bằng 0. Do đó, trong khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng. bài học của chúng ta đến đây là hết rồi cô chào các em